Phim trường ảo đang cách mạng hóa ngành làm phim bằng cách tạo ra các môi trường 3D chân thực mà không bị giới hạn bởi điều kiện thực tế. Công nghệ này cho phép các nhà làm phim thực hiện các ý tưởng sáng tạo mà trước đây không thể nhờ vào khả năng dựng cảnh trong không gian ảo. Từ quy mô chỉ đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ năm 2023, thị trường của phim trường ảo trên toàn cầu được dự đoán sẽ tăng lên 7,62 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đây là những thông tin được ông Abir X, Phó Chủ tịch Điều hành Học thuật, Nội dung và Công nghệ Tập đoàn Aptech Toàn cầu chia sẻ tại Hội thảo Quốc tế Bùng nổ sáng tạo cùng công nghệ phim trường ảo do Arena Multimedia và Tập đoàn Aptech Ấn Độ vừa phối hợp tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Abir X, đặc trưng của phim trường ảo là sự kết hợp làm phim truyền thống với công nghệ CGI thời gian thực và công nghệ kỹ thuật số có thể tạo ra môi trường tương tác sống động để kể chuyện bằng hình ảnh. Tại Ấn Độ trong 3 năm vừa qua đã diễn ra rất nhiều hoạt động. Rất nhiều nhà làm phim lớn đang để mắt đến lĩnh vực đó và họ đang xem xét đưa sản phẩm ảo vào các khía cạnh khác nhau của quá trình sáng tạo nội dung. Có thể là phim, có thể là quảng cáo, truyền hình, có thể là video ca nhạc. Tôi có một niềm tin chắc chắn, Việt Nam là một đất nước giàu tính sáng tạo. Sớm muộn gì, sản xuất ảo cũng sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Tại Việt Nam, công nghệ phim trường ảo đã bắt đầu manh nha xuất hiện thông qua một số mẫu quảng cáo, MV, sản phẩm hình ảnh. Trong đó phải kể đến một số phân cảnh trong hai phần phim Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh và Lật Mặt 7, Một Điều Ước. Theo các chuyên gia, so với việc quay ở bối cảnh thật, thì quay ở phim trường ảo giúp đoàn làm phim giảm khoảng 30-40% chi phí. Bởi trước đây, với hình thức sản xuất phim truyền thống, phải trải qua các công đoạn, kịch bản, tiền sản xuất, hậu kỳ, phát hành. Hiện nay, với công nghệ phim trường ảo, giai đoạn tiền sản xuất sẽ được tích hợp cả việc thiết kế, xây dựng 3D cho đến hiệu ứng, từ đó giảm nhẹ công việc cho giai đoạn sản xuất và hậu kỳ. Thì khi có công nghệ này rồi thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Bởi vì lúc này là ánh sáng, bối cảnh và tracking, camera nó sẽ có hết trong cái phần hậu kỳ. Thì trước đây thì với công nghệ trước đây thì chỉ là công nghệ làm việc camera truyền thống thôi. Và bây giờ hiện tại này thì bây giờ đã cái công nghệ này đã thay đổi hầu hết là cái bộ mặt của cái ngành công nghiệp mà làm về phim ảnh này rồi. Chúng tôi đã thiết lập một phòng studio về phim trường ảo rất hiện đại tại Ấn Độ. Và chúng tôi mong muốn mời sinh viên Việt Nam đến đó để học hỏi và nâng cao kỹ năng mới nhất về công nghệ sử dụng phim trường ảo trong nhiều lĩnh vực khác nhau như làm phim, quảng cáo và các loại hình truyền thông đa phương tiện khác nữa. Công nghệ phim trường ảo đã tạo ra một cơ hội vàng cho sinh viên trong ngành làm phim và truyền thông. Bằng cách cung cấp công cụ và môi trường 3D linh hoạt, phim trường ảo giúp sinh viên phát triển kỹ năng sáng tạo và giải quyết thách thức trong học tập và thực hành, mở rộng khả năng sáng tạo của họ trong môi trường làm phim hiện đại.